Con được ơn nước nước cần được làm con cái của Chúa. Rồi thì tôi làm con cái của Chúa qua ngọn áo quần đẹp trai qua trên bầu trời. Con của Chúa có khác rồi. Con của Chúa đến Chúa không biết con của Chúa. Rồi con của Chúa được tên gì kể cho mọi người nghe. Nước là gần 10 năm thì con ước mơ theo Chúa mà nhưng vừa tháng 11 á là con được Chúa gọi làm con của Chúa học giáo lý đúng một tháng là được bố mẹ ở đâu mời của Chúa á. Nhân con là người đầu mới được con em thường 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 là người ta lập gia đình người ta biết theo đạo nhưng con chưa có gia đình nhưng con muốn theo Chúa. Anh là tên gì bao nhiêu tuổi ở đâu? Con là Giuse Cao Văn Hiếu, con ở năm 24 tuổi, con ở giáo xứ Phương Đông ở xã Phùng ở Huế. Phùng ở Huế, 24 tuổi. Anh đã có người yêu chưa? Dạ chưa. Đang làm nghề gì? Con đi phát tờ rơi. Phát tờ rơi. Bây giờ tôi cho anh một cái tờ rơi này đi phát được không? Đây, đây là cái tờ rơi mà anh ra đi làm. Đó là anh đi phát loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Anh làm được không? Dạ. Cha có cho con xin ba cái đài, hai người bạn con là người có đạo mà nhưng không đi về được. Con có xin cha nhưng một cái đài con làm cho cái ăn mù tội, rồi con cho con đi vừa phát ra vừa cái đài năm tâm và giảng của cha là nhiều người ta khen cha làm mấy năm trước cha ở Chí Hòa nhưng bữa cha ở đâu? Con nói là cha ở Giáo Điệp Tin Mừng. Rồi. Cái duyên cớ nào mà đưa anh đến với lòng thương xót của Chúa và duyên cớ nào làm cho anh được ơn là con Chúa để đánh nhận di tích rửa tội? Vì hầu hết thường là những anh chàng mà trở lại là vì do có người yêu, người yêu mình có đạo cho nên là vì lấy vợ rồi mình có đạo, rồi sau đó chuyện gì xa mình không biết. Nhưng mà còn đối với anh tới bây giờ vẫn còn chưa có người yêu, đối khi được có vợ, có những đứa có vợ mà có người yêu. Rồi vậy thì biết do nào mà đưa anh vào đạo Công giáo và biết đi giáo điểm khi mà ngày đến đây? Vì vợ con có bà cô bị bệnh nghe cái đàn năm tâm bài giảng rồi bố mẹ con cho con đi. Rồi vừa là con có nhận được một cuốn sách là Đừng Hy Vọng Của Chúa Jesus Kitô á của cha Nguyễn Văn Hồng, chú xe Nguyễn Văn Hồng, có một người bạn cho con nên con đọc sẽ không đến Chúa và con bước đi theo Chúa. Rồi hallelujah. Rồi bây giờ anh tôi gửi tặng anh một cái máy, em có lấy cái? Dạ, con sẽ xin 5 cái để cho người nghèo. Xin 5 cái cho người nghèo, thôi lấy em. Em lấy thật luôn. Phát tờ rơi. Thưa anh chị em, Chúa dùng những con người như vậy, trong khi đó những người bị động gốc thì lại chả làm công việc đấy, chả làm công việc loan báo tin mừng, chả làm công việc đồng lao cộng khổ để loan báo tin mừng, mà những anh chị em một người bạn mới được ơn trở lại mới làm con Chúa hơn năm 24 tuổi làm nghề phát tờ rơi, vậy mà đi làm cái công việc là đi loan báo tin mừng. Giống như Phêrô, Giacôbê, Gioan đã được chứng kiến hiển sự hiển minh của Chúa cho nên bao nhiêu xuống núi và làm cái công việc ấy. Anh chị em mình được đến đây được Chúa tỏ mình ra qua những chứng nhân, qua những ân sủng như lòng thương xót của Chúa và anh chị em phải xuống núi để làm công việc loan báo và làm chứng cho tin mừng của Chúa. Còn ai nữa? Anh Thành vào rồi.